Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padane obosasi valasena iman charatan iman chadivasang sa tukang katawa apmamadena sama rakhitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chăng nên dễ vui. Ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân nhanh ti, si lê na phô ô ga sám ba đa, si lê na ni po tân nhanh ti, ta sa ma si lăng vi sô đa dê. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, hướng mong tăng bào đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha anupavena sada sati bhavantu te. Tất cả báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tịnh thành bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, Nam mô Bụt Thay, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ nhà trẻ siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa thú kính cảm ơn cô Nhược Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thay.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá, dạ, sa thủ lần thầy kính cảm ơn sư Nguyễn Ngọc. Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Thầy Thăm Mắt trên mạng Internet qua Bangkok, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ tinh hạnh thành kính lĩnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021, Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình tương ưng sang giúp tá ni ca giá, chương 1 tương ưng chư thiên phẩm vườn hoan hỷ, bài 8 kinh tạm quý, hí ri xuất tăng, người có lòng tạm sẽ do thượng tọa tự quyền giảng giải. Dạ, và mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi dẫn nhập pháp thọ hôm nay, Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Bụt Thầy giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Phần Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học một bài kệ chỉ gồm có bốn câu rất ngắn, bài kệ của vị trời hỏi Đức Phật và một bài kệ Đức Phật hay trả lời. Ở trong bài kệ này, theo sứ giải thì có nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu mà chúng ta đọc qua mạch văn thì chúng ta lại có thấy một ý nghĩa khác. Bởi vì thường thì trong mạch văn kệ ngôn á, không có rõ ràng về chủ ngữ, và do đó trong cái bài kệ càng không rõ là thay vì xài cái liên quan đại từ cô chí thì ở đây lại được xem cô chí như là cô nghi vấn đại từ. Đây là cái vấn đề mà chúng ta rắc rối. Chúng ta nói như vậy thì chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ không hiểu tại sao. Ở đây thưa quý vị, nếu như hai chữ, hai cái đại từ vô và cô, thì vô là liên quan đại từ, mà cô là một nghi vấn đại từ. Thế nhưng có một cái tiếp vị ngữ chí khi mà ghép vào với chữ cô kinh, kinh là vị gì mà kinh chí
dằn kinh chiếc, chữ dằn đồng nghĩa với chữ kinh chiếc, dằn kinh chiếc của Sala Cầm Năng. Thì luôn luôn ở trong trường hợp này xài trong cái nghĩa liên quan đệ tử. Ai mà người mà hay là bất cứ ai, chúng ta xài trong nghĩa đó. Do vậy ở trong bài kệ này thì mình hiểu không phải mình hiểu như vậy, nhưng mà trong chú giải thì ai thật ra thì nói rằng cô chí lô cát minh vô chê tì tí, có nghĩa là cô chí ê vô rô pô vô chê tì tí vô chê tí. Chữ vô chê tí ở đây, vô chê tí ở đây tức là hỏi, hỏi ở đời có người nào như vậy không. Nghe còn đó thưa quý vị, cho nên ở trong vấn đề này nó cũng là một, là một vấn đề thấy dễ nhưng mà khó, thấy dễ nhưng mà khó. Thì chắc có lẽ là bài học hôm nay đó Thượng Tọa Tiêu Quyền đã biết thì cho nên giờ này Thượng Tọa Tiêu Quyền chưa có mặt ở trong room, sao đây chúng ta làm sao đây thôi. Thì bây giờ hồi nãy chúng tôi sở ý không biết là MC nào đọc bài trong ngày hôm nay, quý vị đưa tay lên đi. À, cô Tình Hạnh, cô Tình Nữ Tình Hạnh, thì mời cô Tô Nữ Tình Hạnh đọc cho chính văn của bài học hôm nay. Nếu mà Thượng Tọa Tiêu Quyền không có vào room á thì vậy thì nếu mà sư đệ hỏi như vậy thì sư huynh sẽ giảng, sư huynh giảng. Nếu sư tự quyền mà không có vào room được thì sư huynh sẽ giảng. Bây giờ thì xin mời Tình Hạnh đọc cho bài kinh. Dạ, sa thủ lành thay, chúng con thành kính triền Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, con xin được đọc chánh văn. Người có lòng tàm, kinh tàm quý, Hiri Xuất Tăng. Chú thích dẫn nhập. Ở đời không ai không bị chỉ trích, nhưng nói đến chê trách đúng pháp, đúng việc, thì những vật sống với chánh niệm và tận phiền não thì vẫn có. Tuy nhiên, theo lời Phật dạy, số người này không nhiều. Có hai điểm cần lưu ý trong bài kinh này. Hí rí là tàm chứ không phải là tàm quý. Tàm ở đây là hổ thẹn với điều sai quấy, một bậc giải thoát hoàn toàn không có sự thúc liễm bằng tàm quý như người còn phiền não. Tuy vậy, lòng tàm ở đây nên hiểu với ý nghĩa rất rộng, là một người có đủ hiểu biết và chánh niệm về những sở hành của mình để không làm những việc sai quấy. Kinh văn, người được tàm chế ngự, tìm được ai ở đời, ai biết ngăn chỉ trích, như ngựa hiền bóng roi. Thế Tôn, người được tàm chế ngự, sống thường thường chánh niệm, vì ấy đạt kết quả, khổ đau được đoạn tận, bước những bước thăng bằng, trên đường không thăng bằng. Bản hiệu đính, người hổ thẹn tội lỗi, có chăng ở đời này, ngăn trừ những chỉ trích,
như ngựa thuần với roi, số ít có lòng tin sống luôn với chánh niệm, số ít đoạn khổ đau, vững bước đường gặp gần. Thích văn: Hiri-nisseto, người tự chế bằng sự hổ thẹn tội lỗi. Nin-đăng, chê trách, chỉ trích. Ye-charanti-sada-sata, người luôn sống với chánh niệm. Charanti-vissame-samanti, bước thân trạch bằng trên đường gồ ghề. Thích nghĩa: theo sớ giải thì vị thiên thắc mắc là có chăng những bậc trọn lành A-la-hán không thể bị chỉ trích một cách chân chánh. Trong câu hỏi của vị thiên cũng chứa đựng một hình ảnh thí dụ. Một con ngựa thuần không cần chờ tới biển mà chỉ thấy bóng roi đưa lên là biết nên làm gì. Đức Phật trả lời rằng có, đó là những bậc luôn luôn sống với chánh niệm và vững bước trên cuộc sống lắm thăng trầm. Nhưng số đó không nhiều. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giả. Nam mô Bụt Tha Giả. Kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý vị, trong bài học hôm nay như trong lời mở đầu thì tôi đến đẳng có trình bày, có nói, thì ở đây chúng tôi cũng thấy là như vậy. Cái chữ hi rí ở đây chỉ có nghĩa là tạm chứ không có phải là tạm quý. Cho nên cái tựa bài kinh mà để là kinh tạm quý thì nó thiếu cái từ bì, nó dư, nó thiếu từ bali. Nhưng mà dư chữ Việt, bởi vì Hiri-ottapa mới gọi là tạm quý. Tạm tức là cái sự hổ thẹn, còn quý là cái sự kinh sợ. Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi thì gọi là tạm quý. Còn cái chữ Hiri ở đây đó, nó chỉ có tạm. Và tại sao trong bài kinh này chỉ nói chữ Hiri thôi? Thì ở đây thưa quý vị, cái chỗ này là vì trích chiếc bán cái chữ đầu trong bài kệ của vị chư thiên để hỏi Đức Phật. Hiri nise tho puriso kochilo kasmin vichati yonindang apapothati aso patro kasami vati. Thì chữ Hiri là cái chữ dẫn đầu cho bài kệ của vị thiên đã hỏi Đức Phật, cho nên hơi lấy cái chữ đó để làm cái tựa đề, gọi là cái đề chiếc bán, chỉ trích ra mà đặt thôi. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề này thì chúng ta phải có sự so sánh. Chữ Hiri trong trường hợp này nó đồng nghĩa chữ Lachi. Chữ Lachi chữ lách chi
có nghĩa là thẹn hay là liêm sĩ. Chúng ta là gọi là liêm sĩ. Lechi Buddhiso là người có liêm sĩ. Người có liêm sĩ có nghĩa là người không muốn làm cái gì, có cái tư cách gì, cử chỉ gì, hành động gì để cho người ta khiển trách, người ta chê trách. Cái đó gọi là có liêm sĩ, gọi là có cái sự thẹn. Ở trong trường hợp này có hai người, phàm phu và thánh. Người phàm phu Bố Thí Chánh Á thì cần có cái lòng tàm, là biết hổ thẹn với cái điều ác, cái điều xấu, cái điều to lỗi. Nhờ biết hổ thẹn như vậy cho nên ngăn không có làm. Còn thứ hai là bậc thánh đã đoạn tận lậu hoặc, như là bậc A-la-hán chẳng hạn, thì ngài vẫn có cái, vẫn có cái đặc tính là lechi hay là hiri, tức là ngài biết tự trọng, có liêm sĩ. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến liêm sĩ thì chúng ta hãy hiểu rằng cái trường hợp mà ở đời mà bị chê trách đó, nó có một trường hợp là do làm sai, làm quấy cho nên mới bị chê là ninh đăng. Còn cái trường hợp thứ hai đó, dầu cho một bậc toàn hảo như là Đức Phật vẫn bị người ta khiển trách, người ta chê. Cái trường hợp này đó là chúng ta phải hiểu Nathiloke Anindito, người không bị chê không có trong đời. Nói ít cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, không nói cũng bị chê. Nathiloke Anindito, người không bị chê không có trong đời. Cái trường hợp đó là trường hợp khác. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng ở đời bị chê nó có ba trường hợp. Một là tại vì làm quấy, làm tội lỗi, làm điều xấu cho nên bị người trí chê trách. Thứ hai là một người
bị người đời họ chê trách, chẳng qua là cái thói đời họ khen không có suy nghĩ và họ chê không có suy nghĩ, họ không có thẩm sát suy xét trước khi khen hay suy xét chê những người đáng chê, họ không có, cứ gặp là chê họ hay chỉ trích. Còn cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp là người ta không thích, người ta đối lập, thì người ta tìm cách để người ta chê, người ta thoá mạ. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, cho dù cuộc đời nó đi như thế nào đi nữa, chê cái kiểu nào đi nữa, nhưng mà đối với một bậc đoạn tận được khổ đau, tức là bậc A-la-hán, thì vị đó thứ nhất là vị đó sống luôn luôn có liêm sĩ, sống luôn luôn có liêm sĩ, ngài có chánh niệm, ngài làm những gì biết rõ là những điều đó bậc thiện trí thức không có chê trách thì ngài làm. Còn cái chuyện mà cuộc đời họ chê, có đôi khi mà làm tốt họ cũng chê, thì chê mặt họ, cuộc đời nó gồ ghề, nó không thăng bằng như vậy. Cái con đường gồ ghề, nhưng mà đối với những vị đó là những vị bước đi một cách thăng bằng. Charanti Wisame Samang, cái chữ samanti ở đây không phải là một động từ, mà chữ samanti, chữ tí đó phải được để ở phía trước, nó là một cái dấu lược, có nghĩa là nó kết thúc bài kệ. Cho nên chữ samang, samang có nghĩa là bằng phẳng, thăng bằng. Sama là thăng bằng, wisama là không thăng bằng. Charanti là những vị ấy, là những vị A-la-hán đó, những vị bước đi thăng bằng trên con đường không thăng bằng. Giữa cuộc đời có khen có chê, xem như là cái đường đời nó gồ ghề, con đường lồi lõm, nhưng mà bậc đã giải thoát thì trước cái sự khen chê đó thì các ngài vẫn bước đi một cách bình thản. Hình ảnh này chúng ta cần phải hiểu là đối với vị A-la-hán, một bậc thánh giải thoát, vị đó luôn luôn biết phải làm cái gì và có liêm sĩ để làm những cái điều lầm lỗi, những điều xấu xa để người khác có thể chia trách. Nhưng mà Đức Phật và chư vị đệ tử của ngài, những bậc thánh vô lậu giải thoát, cũng không khỏi, không tránh khỏi được cái sự khen chê giữa cuộc đời, bởi vì con đường này vốn đã không bằng phẳng.
Nhưng mà cái bản chất của một vị giải thoát thì các vị đó luôn luôn có chánh niệm. Các vị đó được tàm, tức là liêm sĩ chế ngự. Không phải vì ngài nhìn thấy cái tội lỗi sắp vi phạm rồi ngài có cái sự mắc cỡ thẹn thùng để ngăn chặn. Tại sao? Vì đối với vị A-la-hán thì các vị không có khuyết điểm của cái lỗi lầm do những cái phiền não tham sân si, cho nên không phải là ngài có lòng tàm để ngăn chặn những cái lỗi lầm do tham sân si đó. Nhưng mà các ngài phải làm tốt trước, tức là con đường ngài đi, ngài không để cho bậc thiện trí thức chi trách. Cho nên lúc nào ngài cũng có sự cẩn trọng ở trong hành động, trong lời nói. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng là chỉ có bậc A-la-hán chánh đẳng giác thì những cái thiên tật mới được phá tan, dẹp bỏ cùng với phiền não đã đường tận. Một vị chánh đẳng chánh giác vừa khi ngài đã đoạn tận phiền não thì ngay trong lúc đó cái tiền thiên tật, tức là cái thường cận y duyên xấu ở trong quá khứ cũng được dẹp bỏ luôn, cũng được đoạn trừ luôn. Còn đối với các vị thinh văn thì mặc dù các vị đó có cái sự chế ngự bởi cái lòng tàm, nhưng mà cái thiền thiên tật của các vị đó vẫn còn. Do đó người ta nhìn vào, người ta có thể hiểu lầm, người ta có thể đánh giá. Thí dụ như có một vị tỳ kheo, một vị trưởng lão vốn là bậc A-la-hán, bậc đoạn tận, đoạn lậu. Mặc dù là bậc lậu tận như vậy, nhưng mà do cái thường cận y duyên trong đời quá khứ, cho nên vị này có cái lời nói không có êm tai. Và cái lời nói của vị đó như là một cái lời nói sân giận, bực tức của một người có quyền hành, khiến cho các vị tỳ kheo khách tăng cũng như những cận sự nam cận sự nữ khi đến chùa mà nghe cái cách nói chuyện của vị đó là họ phàn nàn, họ mới đem đến bạch với Đức Phật. Tại sao một vị tỳ kheo mà lại có cái lời nói hàm hồ như thế? Thì Đức Phật này đã giải thích rằng vị ấy là bậc đoạn lậu, không có sự sân giận đối với một bậc lậu tận. Nhưng mà vì cái thường cận y duyên nó thành cái tiền khiên tật trong đời quá khứ, trải qua 500 kiếp sống trước, gần đây vị ấy là gia chủ đã quen nói chuyện lỗ mãng, bất nạt người ăn kẻ ở trong gia đình,
nó trở thành cái thường cận, cái duyên, cái tiền kiên tật. Cho nên bây giờ mặc dù đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc phiền não, cái tiền kiên tật đó, cái thói quen nó vẫn còn, chỉ vậy thôi. Thì ở đây thưa quý vị, cái trường hợp đó là một cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta phải biết rằng là do cái tiền kiên tật. Chứ hiện tại thì vị đó đã là bậc đoạn lậu, có chánh niệm rồi, thì tất cả những cái sở hành xấu đã được ngăn chặn bởi cái liêm sĩ, bởi cái lòng tà. Và trong kinh cũng có mô tả nhiều trường hợp mà cái tiền kiên tật có một vị tỳ kheo, mặc dù là vị A-la-hán nhưng mà ngài có những cái, có những điều cũng khiến cho người khác có thể chê bai, có thể chỉ trích được. Có một vị tỳ kheo, trưởng lão là một vị A-la-hán, lúc mà ngài đi hành qua lại ở trước tỉnh thất của ngài, cạnh một cái cánh đồng, thì dân làng họ đi ra đồng, họ gặt lúa, tốt lúa, và họ cộ, họ trở về, đi ngang qua cái con đường kinh hành đó, thì ngài hỏi, khi họ chào ngài thì ngài cũng gật đầu, và ngài hỏi các ông làm chi đó, nói giờ con chở lúa, rồi với họ đi, ngài cũng bình thản mà đi, xem như là hỏi cho có hỏi vậy thôi. Rồi chút xíu họ trở ra, họ tiếp tục họ chở lúa về, thì hai ba lần như vậy, cứ là họ ngài đi cái đàn đứa đó đi ngang, họ gặp và họ hỏi, thì ngài hỏi các ông làm gì đó, lần nào họ cũng trả lời là lúa. Đến lần thứ ba thứ tư đó thì họ không kham nhẫn được, vì vậy cho nên họ mới trả lời là chở cước dê. Thì thưa quý vị, ngài thì ngài không có cố tình, ngài chỉ hỏi cho có hỏi. Còn những người kia họ lại có cái tâm bực bội với một cái vị thánh nhân, cho nên trả lời mà nói dối cái kiểu đó đó. Thành ra cái xe lúa đó về tới nhà đổ ra toàn là phân dê không. Thì thưa quý vị, cái họ mới quay trở lại, họ đảnh lễ sám hối. Thì lúc đó ngài nói cái lời tha thứ thì mới trở lại bình thường. Một vài cái câu chuyện như vậy đó để ta hiểu rằng là cái chuyện khen chê, nếu cái sự chê là cái bệnh của cuộc đời, là cái thói của thói đời, thì trong trường hợp này ở vị A-la-hán thì ngài vẫn vững bước trên cái con đường gồ ghề khen chê đó. Nhưng mà cái bản chất tự nhiên của một vị đã đạt đến với sự chấm dứt đau khổ thì các vị đó luôn luôn có chánh niệm và luôn luôn là được cái sự phòng ngự bởi cái liêm sĩ. Ngài không để cho người khác chỉ trích hay là chê bai vì cái tật xấu, vì cái thói xấu của ngài. Bởi ngài không có cái thói xấu, ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc phiền não rồi. Nhưng mà cái thường cận y duyên ở trong quá khứ thì cái trường hợp đó là một cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà số ít thôi thôi. Cái trường hợp này là số ít thôi. Cho nên ở đây đó, thì vị trời ở Đức Phật là người được tàm chế ngự,
tìm được ai ở đời ai biết đang chỉ trích như ngựa hiền bóng roi. Thì ở đây trong cái câu này nó khi mà nói đến tìm được ai ở đời thì cái mạch văn nó có vấn đề thưa quý vị. Chữ cô chí nó là chủ ngữ. Nếu như trường nào chữ kinh chí hay thì chữ canh chí thì trong trường hợp đó căn và chí hay là kinh và chí thành kinh chí và canh chí thì mới xài cái động từ quý chất tí là tìm được ai ở đời. Nhưng mà đằng này cô chí Lucas Vinh quý chất tí là có ai ở đời có ai ở đời là người chế ngữ bằng tạm là người chế ngữ bằng tạm vô nên đăng apapo thất tiết là người mà biết ngăn cái sự chỉ trích. Như ngựa hiền bóng voi, bóng roi. Aso là con ngựa, Phatro tức là tốt đẹp. Một con ngựa thuần thục, con ngựa mà được khéo huấn luyện thuần thục thì luôn luôn nó biết làm những gì trước khi nó trước khi cái cây roi mà đánh xuống. Một con ngựa được thuần thục, được huấn luyện thuần thục, vừa khi thấy bóng roi là đã chạy theo cái phận sự, chứ khỏi cần phải đợi đánh. Cũng như đối với bậc thánh nhân ở trong đời, không phải đợi cho người ta chỉ trích rồi mới sửa lỗi, mà các ngài đã sống có chánh niệm trước và đã có ngăn chặn bằng cái lòng tàm trước, cái lòng liêm sĩ. Vì vậy cho nên cái sở hành của ngài là tránh được cái lời chỉ trích, phải tránh được cái lời chỉ trích. Ở đây thưa quý vị, tất cả các vị A-la-hán là nhân biệt, đều là những bậc đáng không đáng bị chỉ trích. Bởi vì các ngài luôn luôn có sở hành về thân, về khẩu, về ý tốt đẹp, có chánh niệm và được hành động bằng liêm sĩ, bằng cái sự, bằng lòng tàm. Do đó cho nên các ngài không đáng bị chỉ trích, không đáng bị chê. Còn phàm phu chúng ta thì
Nó có ba trường hợp. Có cái lòng tàn, hổ thẹn trước để hành động, nói và suy nghĩ không cho người ta chỉ trích mình. Cái hạng đó khó kiếm lắm thưa quý vị. Hạng đó khó kiếm trong đời. Cái hạng thứ hai là đối với kẻ phàm phu, khi mà lúc đang làm đang nói hay suy nghĩ, cái lúc đó thì vị này chưa cảm thấy hổ thẹn, nhưng mà đến khi bị người khác phát hiện, người ta chỉ trích, người ta chê bai, thì lúc bây giờ mới cảm thấy hổ thẹn. Nhưng mà hổ thẹn rồi bỏ cũng tốt. Còn cái hạng phàm phu thứ ba đó, Anadaryan là họ bất chấp. Là họ không có quan tâm gì, không có để ý gì. Mặc dù họ đang làm sai làm xấu, nhưng mà bản thân họ không biết được cái điều mình làm đó là đáng chê trách. Và khi mà bị người ta chê trách thì tìm cách biện hộ và bảo thủ, cho rằng mình làm gì là đúng, không có cái liêm sĩ, không có hổ thẹn. Thì cái hạng phàm phu thứ ba, cái hạng đáng chê trách nhất. Cái hạng phàm phu thứ hai thì làm cái điều quấy, mà khi bị người ta chỉ trích thì có sự mắc cỡ và chặn đứng lại cái hành động của mình. Thì như vậy đó là hai người cũng có thể gọi là tạm được là gọi là người tốt. Nhưng mà đó chỉ là cái hạng người tốt, giống như con ngựa khi mà bị quất vào mông một roi, đau rồi mới chạy. Còn cái hạng phàm phu mà biết suy nghĩ và hổ và có liêm sĩ trước khi bị người khác chỉ trích, thì cái hạng đó cũng giống như là ngựa, như con Tuấn Mã khéo huấn luyện, nó vừa thấy bóng roi là nó đã chạy rồi, chứ khỏi đợi đến khi mà bị quất vào mông một roi. Thì ở đây trong cái bài kệ này đó, Đức Phật Ngài đã nói lên cái hành trạng của một vị thánh A-la-hán. Khi mà vị chư thiên đó hỏi Ngài, có ai ở đời này được chế ngự bởi lòng tàm, và biết ngăn cái lời chỉ trích, thì Đức như ngựa hiền thấy bóng roi, thì Đức Phật Ngài nói có. Ngài mới giải thích nghe, đó là một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán thường xuyên là như vậy. Nhưng mà chúng tôi nói ba hạng phàm phu, thì cái hạng thứ nhất đó, thì cũng biết có, biết ngăn cái điều xấu bằng cái lòng tàm, nhưng mà cái hạng đó khó, hiếm lắm thưa quý vị. Hạng đó hiếm lắm. Nhất là cái xã hội trong cái thời kỳ này,
mà đạo đức bị suy thoái, thì cái chuyện mà một con người sống có liêm sĩ và biết chặn đứng những cái lỗi lầm trước khi bị người khác chỉ trích, cái hạng hiếm khó lắm. Thời xưa thì có nhiều, dễ tìm thấy, nhưng mà nay thì ít lắm thôi. Cho nên ở trong cái cuộc sống hiện tại đó, mặc dù ta Nam mô Bổn Thầy Giá, dạ bạch với thượng tọa Tuệ Siêu, dạ chúng con ở trong room đã hết nghe được tín hiệu của thượng tọa, và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại ạ. Quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cho nên ở đây đó, chúng ta không phải có cái đặc tính cố hữu về liêm sĩ để ngăn cái lời chỉ trích như là bậc thánh án, bậc đại đoạn tận khổ đau, sống luôn luôn có chánh niệm, thì ít ra chúng ta cũng noi gương theo vị A-la-hán, lấy cái tấm gương đó để mà chúng ta sống. Nhưng mà vị A-la-hán ngài vững bước, bước đi thăng bằng trên cái con đường không có thăng bằng, con đường gồ ghề. Nhưng mà cái bản là bản chất của một người có liêm sĩ, không có làm gì những điều đáng chỉ trích, ngành vững bước như vậy là một hình ảnh sáng ngời. Còn như đối với chúng ta, khi chúng ta gặp phàm phu thì chắc chắn là chúng ta không tránh khỏi được những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm. Và khi mà chúng ta bị chỉ trích, bị chê bai, thì trong trường hợp này chúng ta đừng đi lên ngang trên cái con đường chúng ta bất cần, cái lời chúng ta không có đếm xỉa gì đến cái lời chỉ trích chê bai của người khác, thì cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta bị hư hỏng. Khi nào mà chúng ta đạt đến cái sự chấm dứt khổ đau, chúng ta sống luôn có chánh niệm, chúng ta cố hữu là cái bản chất liêm sĩ, thì trong trường hợp với chúng ta mới là bước đi thăng bằng trên cái con đường gồ ghề được. Còn như bây giờ thì trên cái con đường gồ ghề đó, chúng ta cũng phải thận trọng, và chúng ta phải biết lắng nghe cái lời chỉ trích đó. Bởi vì có những lời chỉ trích của các bậc thiện trí thức
mà chúng ta thật sự là có cái lỗi lầm, có khuyết điểm, thì trong trường hợp này chúng ta nên sửa chữa cái khuyết điểm đó. Chứ chúng ta không nên nghĩ rằng kệ cái thối đời, người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, nói như thế đó thì chúng ta đã quá vội vàng. Vì sao vậy? Là bởi vì ở đời này các bậc trí người ta khen đúng và người ta chê đúng, thì chúng ta hãy lắng nghe. Nếu người ta khen đúng thì mình lấy đó để làm cái động lực, động cơ nó trợ duyên, nó giúp cho chúng ta càng hăng hái bước đi trên cái con đường chân chánh. Còn nếu mà các bậc thiện trí thức mà chê đúng, nghĩa là có suy nghĩ về mình rồi, có suy nghĩ về chúng ta rồi, rồi các vị ấy mới chê, thì chúng ta phải xem xét lại. Và những gì mà bậc trí chê đúng thì chúng ta cần phải có cái sự hổ thẹn để chúng ta sửa, chúng ta sửa đổi, chúng ta sửa những cái lỗi lầm đó. Chừng nào sau khi chúng ta suy xét, chúng ta thấy rằng những người này là những người thiểu trí, họ chê những điều mà không đáng chê ở nơi ta, họ khen những điều mà không đáng khen ở nơi ta, thì chúng ta hãy bỏ qua, hãy bỏ mặt qua một bên, là chúng ta không có đếm xỉa tới. Chúng ta phải luôn luôn thận trọng như thế. Đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là điều khuyết để chờ lát nữa thượng tọa Thiện Viện có vào, nhưng mà chắc có lẽ chờ đến tuần sau rồi. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa chấp đẳng trở lại điều học. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trân thầy tòa thầy sư. Bạch thầy tòa thầy sư, xin hỏi thầy tòa một câu rồi thỉnh thầy tòa đi nghỉ. Rất là tiếc hôm nay thầy tòa đã điện khuyết. Ông tòa thầy sư, có nhiều người định nghĩa tạm là sự hổ thẹn. Tạm là sự hổ thẹn. Thí dụ như là mình là người sạch sẽ, mà mình được cái việc chơi cười chút xíu. Mà mình lỡ cái người bị dính phải phân thì mình đi đâu cũng cảm thấy rất là ái ngại. Thì vì chờ chúng tôi chút xíu nha. Thì mình mới hổ thẹn, nhưng mà mình thấy rằng tầm quý đó nó có mặt ở trong tất cả các tâm tình hảo. Thì như vậy ở trong Phật học và đặc biệt trong Thánh Pháp, thì như vậy là lòng tầm đâu nhất thiết là mình phải vướng phân, mình phải dính cái này kia rồi, hay là mình đã làm lỗi rồi mình mới hổ thẹn, có đúng như vậy không? Tức là ở đây chúng ta định nghĩa cái chữ liêm sĩ thì có lẽ nó hay hơn, nhưng mà thì đó thì giải thích thêm là có thể khẳng định được một điều là lòng tầm nó không nhất thiết là mình đã vướng rồi thì mình mới hổ thẹn, hay là nó chỉ là một thái độ không có thoải mái, không bằng lòng với cái gì đó thôi. Xin kính thưa thầy tổ quan hệ giải rõ về điểm này.
Nam Mô Bụt Thầy chứ. À, kính bạch chư Tùng Đức Tính Thượng Nhị. Như khi nãy chúng tôi đã trình bày, thì hạng phòng phu chúng ta có ba trường hợp. Nhưng mà trong đó hai trường hợp là có lòng tàm nó can thiệp. Trường hợp thứ nhất là khi đã làm một cái điều lầm lỗi, nhờ có lòng tàm, tức là có cái sự hổ thẹn, cho nên mình chẳng đứng lại, không để xảy ra tiếp. Thì như vậy cái lòng tàm đó cũng giúp cho chúng ta có sự tiến bộ ở trong giáo pháp. Chúng ta có thể sửa được. Nhưng mà trường hợp thứ hai đó, cái trường hợp một người, ở đây chúng ta chỉ không nói đến, chúng ta chưa nói đến bậc A-la-hán, bậc đã dẹp sạch phiền não, mà chúng ta chỉ mới nói phàm phu. Thì cái hạng phàm phu có hạng trí thức, thiện trí, hạng Paditta ở đời. Vị đó cố hữu là có cái tánh liêm sĩ, vì đó sẽ cẩn trọng trong cái hành động lời nói và suy nghĩ. Vì này không muốn kẻ phạm phu này là bậc thiện trí thức, không muốn để bị người khác chỉ trích, người khác chê bai. Thì nó cũng tương tự như cái thí dụ một người đang mặc cái y phục sạch sẽ đẹp, nhưng mà khi đi đường bước nhầm cái vũng sình bùn, nó phay lên, nó làm cho dơ cái bộ y phục. Thì người này đi mà cảm thấy ái ngại, không có tự tin được, thì cũng giống như người có lòng tàm khi mà người đó đã vướng vào cái lỗi lầm rồi mắc cỡ hổ thẹn. Còn một người khác á, thì khi họ mặc cái bộ y phục đẹp là họ không muốn cho bị lấm lem bùn sình dơ bẩn khó coi lắm. Thành thử ra họ bước đi một cách cẩn thận, không để cho bùn sình nó dính lên trên người.
Thì đó là một trường hợp. Chúng tôi nhớ có lúc đó, khi mà chúng tôi đi cùng với Chư Tăng đi ra ngoài Quy Nhơn, Phật tử họ đưa Chư Tăng đi ra ngoài bãi cát, ngoài bãi biển. Thì thưa quý vị, nó có hai trường hợp. Một là đi trên bãi biển đó, chúng tôi rất ngại khi mà cái chân của mình, cái đôi dép của mình mà dẫm phải phẩm mà người ta phóng quế ở trên bờ biển, trên bãi cát. Cho nên chúng tôi rất là cẩn thận, bởi vì nó dính gì đó. Cái mình đi đâu cũng nghe cái mùi hôi, hay lên trên xe mà nhầm xe 4 chỗ, 7 chỗ thì xe mới mà, thì thấy nó kỳ, cho nên chúng tôi tránh. Nhưng mà trong khi đó thì có một cái vị khác, thì họ sơ ý, cứ gì lo mãi mê chụp ảnh chụp hình, cho nên đi quấn quán làm sao mà đạp phải. Thì vì nó cảm thấy nó khó chịu, nó bực bội, vì nó phải đi kiếm chỗ đi rửa cho sạch đi. Thì trong trường hợp đó, cái lòng tàm của chúng ta nó cũng có hai cái tính cách như vậy đó. Nhưng mà nếu một người có cái sự tu tập, cái lòng tàm ngay từ lúc đầu là khi mình chưa có mắc phải cái lầm lỗi, thì cái lòng tàm đó nó thù thắng hơn. Nhưng mà cho đến khi cái trường hợp thứ hai là trường hợp một người, để cho đến khi mà phạm vào cái lầm lỗi và bị người khác chỉ trích chê bai, lúc đó người đó mới hổ thẹn và dừng lại. Thì trong trường hợp này nó không có thù thắng bằng cái người trước, nhưng mà cũng đỡ và tiến bộ. Chỉ có cái hạng người thứ ba đó, thì họ nghĩ rằng là chó sủa mặt chó, người lữ hành vẫn bước. Hay là họ học cái bài kệ này, họ nghĩ rằng là mình cũng vẫn bước trên con đường gồ ghề. Thì cái trường hợp đó sai, trường hợp đó sai. Mình không thể bất chấp được, mình không thể bất chấp được. Bởi vì mình thật sự có lỗi thì mình phải biết sửa lỗi, chứ không thể bất chấp. Mình cho rằng là chê là cái chuyện của cuộc đời, là cái thối đời. Chúng ta làm như vậy là càng lúc chúng ta càng tệ đi, càng xấu đi. Cho nên ở đây trong ba hạng người đó, thì chúng tôi trình bày để trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Chật Đẳng nêu lên số 1. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Hôm nay có Thượng Tọa Pháp Đăng vào trong rung. Hôm nay chúng ta đang học về cái bài kệ mà vị Chư Thiên đã hỏi Đức Phật, và Đức Phật đã trả lời rằng có người ở đời này được chế ngự bởi lòng tàm, biết ngăn cái lời chỉ trích chê bai, đó là vị A-la-hán bậc đoạn trừ các sự khổ đau, sống luôn luôn có sự tính niệm. Thì ở đây cái bài kệ này nội dung là như vậy. Thì chúng tôi đã điền khuyết cho Thượng Tọa Tuệ Quyền để giảng và trả lời câu hỏi hơn một giờ. Cái thời gian còn lại thì xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quang Hỷ giúp cho Thượng Tọa Chật Đẳng điều hợp với các cái câu thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thủ kính trình Thượng tọa Từ Sư, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. À, không biết là Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có nghe được không? Nếu được xin kính trình Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo, câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có nghe được không? Dạ, Thượng tọa Pháp Đăng nghe. Liên quan đến tội lỗi, lầm lỗi đó thì trên phương diện tâm lý chúng ta có nhiều phản ứng khác nhau, nhưng mà một ở trong những cái phản ứng mà chúng ta thường thường đó là cái mặc cảm tội lỗi. Thì mặc cảm tội lỗi nó có đồng nghĩa với tâm lý trong Phật pháp không? Và nếu nó giống thì ở phương diện nào và nó khác ở phương diện nào? Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Hello. Dạ, yeah. Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Đại Tri, Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng Ni. Xin chào quý bài cô tu nữ, thân chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của Thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như thế này. Thường thường thì bốn số bất thiện biến hành thì có si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Thì vô tàm, vô quý thì bản chất là mình không có biết, tại vì nó có si. Còn khi mình nói rằng mình biết tội lỗi thì đó là mình có cái tàm quý. Nhưng mà khi mình biết tội lỗi đó thì mình tìm cái cách để mình sửa cái sai, cái lỗi của mình. Thì đó là có tiến bộ. Còn nhiều khi mình biết rồi nhưng mình cứ bỏ qua, thì cái điều đó nó chỉ là một cái, mình nói giống như là người đó có được một cái biết được cái lỗi lầm của mình nhưng mà chưa có tự làm theo cái pháp bậc thánh. Có nghĩa là mình biết lỗi lầm rồi thì mình xin tác bạch để sám hối, và mình hứa là mình không làm nữa. Thì đó là tăng trưởng ở trong cái pháp luật của bậc thánh. Như vậy thì thực sự đó, thì khi mà mình biết được cái đó là không nên làm, mà mình đã làm đó, thì nó có nhiều cái trường hợp. Thí dụ như nhiều khi mình thấy mình biết giữ giới không sát sanh là tốt, nhưng mà vì đời sống mà mình vi phạm cái học giới thì mình cũng thấy được cái đó là lỗi lầm. Nếu một ngày nào đó mình có cái điều kiện để mình làm cái nghề nghiệp khác thì mình từ bỏ cái nghề nghiệp này. Thì điều đó cũng giống như là mình nghe như ngày Xá Lợi Phất thì xuống cái làng chài, ngày khuyên người ta giữ giới vậy. Tại vì cái làng chài mà người ta giữ giới rất là khó, nhưng mà họ cũng biết rằng nếu mình giữ 1-2 tiếng đồng hồ thì nó cũng vẫn tốt. Nhưng mà lúc nào mình phạm cái học giới sát sanh thì mình hiểu rằng nếu mình muốn cho nó được an vui tốt đẹp thì mình đừng có làm nghề sát sanh này. Thì cái đó cũng là một cái tâm niệm sanh khởi. Nhưng mà có nhiều khi đó, có nhiều người thì họ lại có cái cách khác. Có nhiều người đó thì họ thấy ví dụ như cái những người Khmer đó thì nhiều khi họ vô chùa họ vẫn xin giới, nhưng mà họ cũng có nhiều khi họ đem theo chai rượu. Thì có nhiều người họ cũng chỉ trích những người này. Nhưng mà nếu mình hiểu theo một cái cách đó, mà mình thấy có nhiều khi đó, nghĩa là cái sự dễ vui của họ hay là cái thói quen của họ, tuy rằng nhiều khi họ biết không uống rượu là tốt, nhưng mà họ không chế ngự được. Họ không chế ngự được họ uống rượu như vậy, nhưng mà họ vẫn biết là mình đã phạm cái tội lỗi. Có nghĩa là mình cũng biết được cái đó là điều không nên làm, có nghĩa là cái tâm tàm quý, biết rằng những cái điều đó, những cái tội lỗi không nên làm mình đã làm. Thì theo con nghĩ rằng cái việc mà mình biết, giống như cái bài kệ phi chơn mà cứ tưởng thực chân lại thấy phi chơn nó là đó. Tư duy một cách bại tà, người như thế ấy có mà đặt chân, thực chân biết đó thực chân, phi chơn biết đó phi chơn mới là. Thì cái điều nào mà sai đó, mình nhận định được mình sai. Cái điều nào đúng đó, thì mình biết nó là đúng. Thì cũng như vậy, khi mình biết được cái điều đó là cái điều không nên làm, mình lỡ mình làm đó, hoặc là mình bị mình bị cái
mình nói chung là mình bị một cái chuyện gì đó nó ràng buộc mình, mà mình vi phạm những học giới đó, thì mình biết rằng lúc nào mà mình muốn sống cho tốt đẹp đó là mình phải giữ được những cái học giới đó, thì cái đó cũng là một cái điều mà có nghĩa rằng vẫn được, vẫn có thể chấp nhận được. Tại thật sự đó thì mình vẫn biết rằng trong Phật giáo đó thì vẫn cho mình sám hối, cái lỗi lầm nào mình thấy lỗi lầm thì mình sám hối, mình làm riết cho đến lúc nào mình có thể thắng được phiền não, có nghĩa là mình vượt qua được những cái việc vi phạm giới. Bởi vì vị thánh tu đồ quần thì mới hoàn thiện được phần giới, chứ còn chưa phải là vị thánh thì mình cũng có thể bị do phóng dật, do cái thói quen, do bị tác động này cái nọ thì mình vi phạm học giới. Thì mình biết được những cái điều là điều mình nên từ bỏ, vì từ bỏ những cái điều không nên làm những điều đó thì mình được an vui hơn. Nhưng mà theo con nghĩ rằng nếu một người mà biết mình tội lỗi mà lên cái tâm biết mình biết tội lỗi, đó là một cái bước tiến bộ của đời sống chúng sanh, thì con nghĩ rằng cái đó là cái bước tiến bộ. Nhưng mà người đó làm ít làm nhiều để cho nó giống như nó mạnh mẽ lên thì cái điều đó là cần phải khích lệ. Thì theo con nghĩ rằng một cái người mà bởi vì thường thường bất thiện á, nó không biết bất thiện, mình bất thiện mình không biết. Ví dụ khi mình làm tội lỗi á, thì cái tâm si đó hay là vô tàm vô quý đó, mình làm tội lỗi, mình bản thân lúc làm tội lỗi, nhưng mà khi mình biết tội lỗi đó là một cái loại tâm mà có tàm quý, nó biết được cái đó là lỗi lầm. Thì theo con nghĩ rằng nếu một người mà sống mà biết được cái tội lỗi đó cũng là vậy, nó là một người cũng có cái chánh kiến, thấy được cái điều đó là lỗi thì cũng biết đó là tội lỗi, thì con nghĩ rằng cái đó là cũng là một cái bước tiến bộ trên cái đường tu tập. Ít nhiều thì nó cũng là điều đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Chỉ có cái là mình sai lầm mà mình không có biết sai lầm thì cái điều đó rất là nguy hại. Thì con xin chia sẻ cái câu hỏi của Thượng Tọa như vậy. Nếu mà chưa hết thì thỉnh Thượng Tọa nói thêm. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa. Sa thủ kính chuyên thư tòa Pháp Đăng. Thưa quý vị, thông thường thì chúng tôi tóm tắt ý nghĩa vào phần cuối. Nhưng mà hôm nay thì Đại Đức Từ Trì cho biết thư tòa Tư Quyền sẽ vào trễ. Nên chúng tôi xin tiếp lời thư tòa Pháp Đăng để góp lời, rồi sau đó thì sẽ trở lại đi tỉnh. Thì tôi đăng với thượng tọa Tư Quyền tiếp tục cho ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc vào trong bài kệ ngày hôm nay đó, thì chúng ta để ý cho kỹ, riêng đối với bảng hiệu đính đó, thì chúng tôi xin đọc lại hai kệ ngôn này để quý vị Phật tử có dịp so sánh cái suy nghĩ của chư thiên và câu trả lời của Đức Phật. Vì chư thiên nói rằng người hổ thẹn tội lỗi có chăng ở đời này ngăn trừ những chỉ trích như ngựa thuần với rồi. Tức là ở trên đời này có ai mà có cái lòng tàm, tức là hổ thẹn tội lỗi, tức là ở trên đời này có ai mà có cái liêm sĩ được, chữ tàm á, lòng tàm á, có thể tương đương với chữ liêm sĩ đó. Và người đó có thể ngăn trừ, tức là tránh được những cái lời chỉ trích giống như con ngựa thuần đối với roi, không cần chờ phải đánh, chỉ đưa thấy cái dáng dạng roi thì đã đi rồi, chứ không cần phải đánh. Tức là một người có liêm sĩ đó thì không có đi chỗ không đáng đi, không có làm việc không đáng làm, không có thân cận với người không đáng thân cận, thành ra ít có những vấn đề. Thì Đức Phật Ngài trả lời, nhưng mà trong câu trả lời của Đức Phật thì mang tính cách hoàn toàn khác, và Ngài cũng đưa ra một cái thí dụ khác. Ngài trước nhất á, là Ngài nói về
ở trên đời có những người sống có liêm sĩ, nhưng mà cái liêm sĩ đó dựa trên một cái yếu tính là sống với chánh niệm. Dạ, về điểm này thì vị chư thiên không có đề cập đến. Sống với chánh niệm ở đây là một người không có quên mình, là người thường đem tâm vào trong cái lời nói và hành động hiện tại của mình. Cái người không có chánh niệm thì họ có cái này là họ thích cái gì làm cái đó, không nghĩ đến hậu quả. Và về sau này đó, 10 năm sau họ nhìn lại họ cảm thấy xấu hổ về cái hệ quả, cái công việc mà họ đã làm. Thì lúc đó đã muộn rồi. Hay là lúc họ muốn làm thì họ làm thôi, họ bất chấp bất kể. Tức là mình gọi là bất chấp thủ đoạn. Nhưng mà rồi sau đó thì họ không hiểu rằng những gì họ làm đó, nó gây ra tổn thương không phải cho kẻ thù của họ, cho đối thủ của họ, mà do chính bản thân của họ bị nhiều hơn hết. Họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng người có chánh niệm là người chánh niệm là người và Đức Phật ngài đặc biệt lưu ý ở đây. Chỉ chánh niệm ở đây không phải là chỉ chánh niệm ở trong thiền quán không, mà chánh niệm nghĩa là người ý thức được cái gì mà mình làm trong hiện tại này. Thì thưa quý vị, vị chư thiên đưa ra hình ảnh của một con người hoàn hảo. Con người hoàn hảo là người không bị chỉ trích. Ví dụ như là một con ngựa, mà ngựa gọi là ngựa thuần, không cần phải bị roi đánh vào mông thì mới đi, mà chỉ thấy đưa roi lên cái dạng roi là đã biết rằng mình phải làm gì. Thì con ngựa thuần đó, nó tránh được cái lằn roi, cũng như một người mà sống ở đời không cần chờ phải ai nói nặng nhẹ mình mới làm, mà tự mình biết cái gì phải làm. Hình ảnh đó là một con người rất là hoàn hảo. Nhưng mà Đức Phật thì ngài đưa ra một hình ảnh khác. Hình ảnh khác đó là một người có thể vững bước. Vững bước ở đây tức là ở trong bài kinh, tức là nói là một người đi một cách thăng bằng. Chatisama là đi một cách thăng bằng. Ở trên con đường không thăng bằng Vishame. Thì một người vững bước trên đường thăng bằng ở đây đó, thì Đức Phật ngài không có nói rằng ở trong cuộc đời này là sẽ có những con đường bằng phẳng. Ở trên đời này sẽ có một cái xã hội hoàn toàn tốt và những người chung quanh tốt. Mà trái lại, ngài gọi cuộc sống là Vishame. Vishame tức là đời sống nó gồ ghề, nó gập ghềnh, nó cam go, nó không bằng phẳng. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời này đó, nó luôn luôn là có kẻ chê, người khén, có tai bay họa gửi, có thứ này thứ khác. Nhưng mà với một vị mà có được cái sự trưởng thành, có được cái bản lãnh và có được cái liêm sĩ, thì nó sẽ vững bước và vững bước trên con đường gặp gần. Thì ở đây nếu chúng ta để ý cho kỹ đó, thì cái thí dụ của Đức Phật khác với cái thí dụ của vị thiên. Vị thiên thí dụ về một con ngựa thuần đối với roi, còn Đức Phật ngài đưa ra cái thí dụ khác về một người vững bước ở trên con đường gập ghềnh. Hai thí dụ này mới nghe thì thật ra thí dụ nào cũng có giá trị hết. Và một con ngựa thuần mà không để cho người ta đánh mình có cái ý thức, có tự giác là quá tốt. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng cái roi cái vọt ở trong đời này á, nó không cái roi cái vọt của một người đánh xe, mà ở cuộc đời á, nó có lắm trăm muôn ngàn thứ. Thí dụ như Đức Phật của chúng ta, ngài chẳng có cái lầm lỗi gì, nhưng mà rồi ngài đến xứ Kosambi, thì hoàng phi Magandhiya vốn có cái tư thù với Đức Phật vì cái chuyện không phải là do Đức Phật tạo nên, mà vì Đức Phật ngài thuyết pháp và bà nghĩ rằng Đức Phật ngài đã chê bai cái sắc đẹp của bà. Rồi bà thuê người chửi ngài. Và Tôn Giả Nanda nóng ruột thỉnh Đức Thế Tôn đi nơi khác. Thì ở đó đó, Đức Phật ngài cho chúng ta một hình ảnh là không phải là mình là một con ngựa thuần rồi mình tránh được rồi. Dạ, con ngựa thuần tránh được rồi là một cái trường hợp rất là lý tưởng. Nhưng mà cuộc đời nó không phải luôn luôn như vậy. Mà trái lại, Đức Thế Tôn cho chúng ta một hình ảnh. Một hình ảnh rất rất là đẹp ở trong cuộc đời là vững bước ở trên con đường gồ ghề. Và chúng tôi nhớ rằng có những vị nào mà sống ở miền quê,
thì ở miền quê nó khác với ở thành. Một điểm là đường thì đôi khi nó không có cao ráo, mà nó lại rất là trơn trượt bùn lầy, và thỉnh thoảng bắt ngang những cái cầu khỉ, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, rồi đi ra những con đê, mà nếu chúng ta đi không cẩn thận thì trượt té. Nhưng mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, thưa quý vị, chúng tôi gặp rất là nhiều người buôn gánh bán bưng, quý bà quý cô đi bán buôn gánh bưng thì thường thí dụ như họ buôn bán họ hay có cái đoàn gánh hai đầu. Mà nếu vị nào mà gặp những người bán bánh xèo thì mới biết rằng một đầu là gánh cái lò để chiên bánh xèo, và đầu kia là gánh bột, gánh này thế kia. Thế nhưng trên cái đôi vai nhỏ bé đó và cái gánh trĩu nặng đó thì những phụ nữ này họ đi thoăn thoắt, họ đi rất là vững, đi rất là thăng bằng. Thật ra thì thỉnh thoảng chúng ta có coi hát xiệc đó, nhưng mà chúng tôi nói rằng nếu quý vị nào sống ở miền quê mà ngày xưa, bây giờ thì chúng tôi không biết, nhưng mà đúng là những người phụ nữ buôn gánh bán bưng họ đi trên những con đường không có bằng phẳng. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà đi trên con đường không bằng phẳng nghĩa là trật chân, có nghĩa là té bổ nhào, thì có lẽ không có nuôi chồng, nuôi con, nuôi gia đình được đâu. Họ đi như vậy mỗi ngày, họ có một thứ bản lãnh, một thứ nghệ thuật và một cái khả năng mà có thể đi trên con đường đó với cái gánh nặng trên vai mà không có trật té. Chúng tôi phải nói rằng thường đó, mà mình đi không thôi, quý vị ở thành thị đi không thôi, mà đi trên cái cầu khỉ tức là cái cầu mà chỉ có một cái cây tre bắc ngang, mà cái tre đó gặp trời mưa trơn trượt, có sình bùng và ướt nữa, thì quý vị sẽ hiểu được rằng gánh một cái gánh bánh xèo hay gánh một gánh hộp vịt lộn vân vân đi bán mà đi ngang cái cầu đó thì cũng đáng để là đáng để đi trên con đường gặp ghềnh, nhưng mà đi một cách vững chãi, đi một cách thăng bằng. Thì ở đây chúng ta thấy điều mà Đức Phật Ngài đưa ra rất khác biệt với cái hình ảnh vị chư thiên đưa ra. Hình ảnh vị chư thiên đưa ra là tôi tốt, tôi quá tốt, tôi quá hoàn hảo, tôi là người hoàn thiện, thì không ai có thể chỉ trích tôi, không ai đụng chạm đến tôi. Đó là con ngựa thuần đối với roi. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại đưa ra một hình ảnh khác. Một người vững bước trên đường không thăng bằng, hay một người vững bước trên con đường gập ghềnh. Thật ra trong cuộc sống này, chúng ta gặp nhiều cái hoàn cảnh như vậy. Đó là một thực tế, rất là thực tế. Cuộc sống là đường đời thì không có bằng phẳng, đường đời gập ghềnh, đường đời có nhiều cái hầm hố, có nhiều cái gai. Thế nhưng một người có đủ khả năng, đủ bản lãnh thì có thể vững bước đi tới. Thì trước đó Đức Phật đã nói gì về cái bản lãnh này? Ngài nói bản lãnh của một người có chánh niệm. Chánh niệm tức là người sống mà tâm họ vững, mà có đủ cái sự tỉnh táo đối với cái gì mình đang làm. Thật ra cái yếu tố chánh niệm rất là quan trọng trong đời sống. Quan trọng lắm. Vị thiên thì chỉ nói đến lòng tham, nói đến sự hổ thẹn. Giống như là người ta bình luận về thế nào là bậc quân tử ở trên đời, hay là một người sống mà làm sao sống thật tốt, thật đẹp để người khác không chỉ trích. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài đặt Ngài chú trọng đến đời sống và chánh niệm. Chánh niệm là một cái lối sống giúp cho chúng ta vững bước trên con đường thăng bằng. Cái ý nghĩa của hai bài kệ này mới đọc thì nghe không có gì khác biệt với nhau hết. Vị thiên chỉ như là một câu thắc mắc, và Đức Phật có nói một câu trả lời. Nhưng mà đọc cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy ý nghĩa rất là khác. Thì thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi được biết là Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vào trong lớp, ở trong room rồi. Xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, dạ vâng. Thượng Tọa Tuệ Quyền, hôm nay chúng ta nói một bài kệ ở trong có đề cập đến chánh niệm. Thượng Tọa hoan hỷ góp một vài cái, chia sẻ một vài cái ý nghĩ. Thượng Tọa là thường người ta nói chánh niệm là những người tu thiền,
những người tu thiền tứ niệm xứ, thiền quán, vipassana, v.v. Nhưng mà nếu một người trong cuộc sống hàng ngày mà họ chưa có cái kinh nghiệm trong một khóa thiền nào hết, chưa đi tu thiền, thì người đó có tập được chánh niệm, tu được chánh niệm, có thể nuôi dưỡng cái chánh niệm ở một cái chừng mực đó trong đời sống hàng ngày được không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, như thế để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con có lời đến Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Thích Trí Sư Minh Thông cùng chư tăng. Thân chào đến quý cùng chư Phật tử. Chào kính bạch Thượng Tọa, đầu giờ thì con phải qua Bù Đức, hôm nay là cái ngày sám hối. Nhưng vì đã có thông báo dừng tất cả các cái về thuyết giảng trên phố bệnh, con phải thông báo Phật tử chỉ có sám hối rồi thôi đi về chứ không có thuyết giảng. Vậy cho nên đầu giờ con không có thể về được, về kịp. Và cũng đã nói sự tự tri nhờ tội giúp dục, con kính tri ân. Cũng ngay cái ngày, ngay cái giờ này thì cho tới khi nào nó hết cái dịch Covid, nó cũng đang rất là căng thẳng tại Việt Nam, cho nên các chùa thì cũng dừng lại các cái nghi thức nghi lễ. Thì Phật tử đến sám hối thì sám hối thôi, chứ mà mới lên giảng thì đó là cái chính phủ đã đề nghị như vậy. Yeah. Thì kính bạch Thượng Tọa, qua cái câu hỏi thì có thể nói rằng là trong tất cả chúng ta, không phải nói đến thiền viện, chúng ta tu thiền đến niệm xứ ta mới giữ gìn chánh niệm, nếu có sự ghi nhớ. Nếu như một chánh niệm mà để xuyên suốt để mà chúng ta tu tập như ở trường thiền, nó đòi hỏi một cái điều kiện bài bản. Nhưng ngược lại, chúng ta ở nhà chúng ta cũng vẫn có thể thực hành nuôi dưỡng chánh niệm được chứ. Chúng ta ghi nhận mọi cái, ví dụ như bây giờ chúng ta làm việc mà chúng ta theo dõi, chúng ta biết quan sát chúng ta đang làm việc đó, trong cái việc từ ngồi chuyện thì cũng nuôi dưỡng được chánh niệm chứ. Có sự ghi nhớ rõ ràng. Bây giờ mình thí dụ như chúng ta đang sách, chúng ta đang hút, chúng ta đang cầm, chúng ta đang như thế này thế nọ. Quả thật thì vipassana đó nó, nếu mà chúng ta hiểu một cái sự thì nó cái điều yêu cao lý của nó chính là cái gì? Làm sao mà chúng ta luôn luôn có cái chánh niệm bên mình, tức là chúng ta giữ gìn, chúng ta có một cái sự ghi nhớ những gì nó đang xảy ra với chúng ta. Đó chính là cái giá trị của thiền quán. Chứ không phải mình tu thiền quán rồi mình ghi nhớ từng bước đi, từng miếng ăn, từng lời nói, từng cái ngó, từng cái gật đầu, từng cái nghe, từng cái thấy, vân vân. Thì phải nói rằng chúng ta không được, chúng ta khi không ghi nhận một cái đề mục hay một cái cảnh nó liên tục, nhưng từng cái cảnh mà chúng ta biết chi tiết, chúng ta biết theo dõi nó thì nó cũng được chứ. Và chúng ta nghe, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà chúng có một sự chỉ ghi nhận nó mà không có tham ái khởi sinh lên, thì lúc đó là giá trị chánh niệm xuất hiện. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà cái sự sân hận, cái sự bực tức, cái sự khó chịu vân vân nó không có. Chúng ta chỉ ghi nhận là thấy, chúng ta ghi nhận chúng ta đang thấy, nghe, chúng ta chỉ biết nghe, thì đó là một cái giá trị chánh niệm rất là tốt đấy chứ. Thật thí dụ như bây giờ quý vị biết là vì chúng ta không phải tới giờ chúng ta mới là tu tập thiền quán. Chúng ta ăn xong, chúng ta từng bước chúng ta đi tới đi lui, nó vừa tiêu con mà nó vừa lại là tu tập chánh niệm. Mình bước đạp ghi nhận cái bước của mình, cái dở của mình, cái đạp của mình, rồi mình cứ ghi nhận như vậy. Đó là một sự tu tập mà nó đâu phải là nó cũng là một sự nuôi dưỡng chánh niệm đấy nhé. Cũng như chúng ta nhớ trong bài kinh đó, vị tỳ kheo đó, Đắc Y, Tăng Già Lê,
biết rằng mình đang đắp y thân và lê, cầm bát, biết mình đang cầm cái bát, bắt đầu từng bước ghi nhận, từng bước bắt đầu đi vào làng khất thực. Cái điều đó phải cho người tu, không phải chỉ có riêng biệt cho người tu, mà chính quý vị cũng có thể làm được. Dĩ nhiên quý vị không có đi bát, nhưng điều chúng ta có thể, chúng ta đi tới đi lui, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, vân vân. Và chính cái sự ghi nhận những gì của danh pháp và sắc pháp này nó đang hiện hữu, chúng ta cảm thụ nó, ghi nhận nó, mà không có cái sự tham ái xuất hiện, không có cái sự sân xuất hiện, thì đó chính là chúng nhờ sự ghi nhận như thế chứ chúng ta mới không có bị, chúng ta không có bị cái phóng dật, không có bị cái thất niệm, thất niệm nó xen vào, tức là những cái phiền não hay là những cái sự suy nghĩ, những sự âu lo, những cái sự ước muốn, sự phiền muộn. Tại sao mà người ta tìm về được cái người ta có thể xóa bỏ được những cái ưu phiền, những cái oán hận, những cái bực bội khó chịu, những cái mệt mỏi trong cuộc đời? Bởi vì người ta buông bỏ tất cả, người ta chỉ biết ghi nhận cái hiện tượng, cái trạng thái đang xảy ra như thế. Cách khác nữa, bây giờ người ta đang có những chuyện buồn, người ta đang có những cái chuyện khó chịu, người ta nghĩ rằng thôi, cuộc sống này tất cả các pháp nó vô thường, tất cả pháp nó khổ não, tất cả pháp nó vô ngã, rồi chúng sinh sẽ ra đi, bỏ tất cả chứ có chuyện gì đâu. Không cần thiết phải bực bội, không cần thiết phải giận hờn, không cần thiết phải lý sự nữa, mà không cần thiết phải mang đeo nữa. Bởi vì người có một cái nghiệp duyên, mỗi người nó có một cái tánh, mỗi người nó có một cái tật, mỗi người nó có một cái thọ nặng về cái tham quá, họ rất là tham lam, họ nặng về cái sân hận thì họ quá là sân si, họ quá là thô tháo, họ quá là tệ hại bằng những lời nói hành động. Thì cái mà chúng ta làm như thế thì đó chúng ta đang niệm pháp, đang quán pháp nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã, để chúng ta buông bỏ. Khi chúng ta thấy không cần thiết phải đeo mang cái gì, và người sống còn chưa biết cái sự sống này nó đi lúc nào, muôn việc nó đều nó nương mấy tấc hơi này, hết thở thì mới chấm dứt, buông bỏ tất cả chứ có cái gì đâu, có cần thiết gì, có cần thiết phải mà làm dữ như thế không, có cần thiết mà phải mà giận bực rồi khó chịu vân vân. Thì đấy, cái mà chúng ta đang suy nghĩ như vậy, kính thưa quý vị, chúng ta là đang tu tập cái thiền quán tốt đấy, một cái trí tuệ để minh sát, để phân biệt cái thiện chân rõ ràng và cái điều phiền muộn, cái điều ác pháp nó ngủ ngầm hay là nó đang theo trong tâm mình, mà mình cố gắng mình phải vượt thoát, mình phải vượt qua đi. Thì sau khi tất cả và họ mới cả, hay là người ấy bị rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy mất mát, cảm thấy không có hướng đi, không có tương lai nó mờ mịt, quá khứ quá nhiều đau khổ, tương lai thì mờ mịt. Họ chỉ suy nghĩ như vậy, họ chỉ suy nghĩ, theo dõi như vậy. Thì một thời gian nó thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Thứ nhất là cái tâm nó thay đổi, và thứ hai cái nghiệp nó cũng thay đổi. Họ cảm thấy có một cái giai đoạn nó tích cực hơn, cảm thấy họ có một cái hiểu biết hơn. Chứ không phải rằng bây giờ họ tuyệt vọng, họ cảm thấy không còn đường đi lối bước. Bởi cho nên khi mà xã hội phương Tây đến những lúc mà người ta quá là bức bách, tại sao người ta rơi vào những cái chuyện mà chúng ta biết là cái chuyện nguyên sinh, cái chuyện mà tự tử, tự sát, nhảy lầu, nhảy suối, nhảy biển vân vân. Thì tất cả những cái điều kiện đó bởi vì họ không còn cái lối thoát. Nhưng sự thật nếu mà họ biết, họ chỉ biết tu thôi, biết tu tập cái thiền quán, biết suy nghiệm thì nó rất là đơn giản rồi. Nhưng trong cuộc đời này đó là cái duyên, cái nghiệp nó như thế. Cho nên chúng ta là một người Phật tử thì chúng ta không tu tập thiền quán một cách vững chắc, một cách liên tục, một cách xuyên suốt, thì nhất chúng ta cũng sẽ biến bước được cái sự sống hiện hữu trong cuộc đời mình.
xuyên qua cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, cái đứng, cái ngồi, vân vân. Chúng ta biết có sự quan sát bằng sự theo dõi cái hiện tượng hành động, hay là bằng của sự quán niệm về các pháp vô thường, hay quán về khổ đế, vân vân. Thì đó chính là một cái giá trị tu tập. Sự cái này nó chỉ là một đống một khối hiện hữu nên cái này, rồi có lúc nó cũng sẽ tàn phai. Sắc quẩn này cũng phải kết thúc, thọ tưởng hành thức này cũng sẽ đổi thay, để đi tái sinh ở một cái cảnh giới khác. Và cũng như thế, ở trong dục giới này chúng ta đi lên quanh nó thôi. Đó là một sự suy niệm quán về ngũ uẩn, quán về vô thường tam tướng, quán về cái sự tạm bợ của cuộc sống này. Thì chính là đó chính là một cái sự nuôi dưỡng thiền quán, nuôi dưỡng chánh niệm rất là tốt đẹp. Mà điều đó rất là cần thiết. Chúng ta cần phát huy cái sự nuôi dưỡng cái chánh niệm hay là bằng cái sự suy tư như vậy thôi, bằng cái cách nuôi dưỡng như vậy đó, nó sẽ là một chất liệu sống, nó sẽ là một cái ý niệm sống, một cái vững chãi cho chúng ta, để chúng ta khi mà gặp cái cảnh đau khổ, được thua mất còn, vân vân, khi nó xảy tới với mình thì chúng ta có đủ cái dũng mãnh, có đủ cái tinh thần, có đủ cái tâm tư mà chúng ta vượt qua. Cứ như thế. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ không có cái chuyên tu như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ rơi vào những cái điều hệ lụy đau khổ vô cùng. Nếu chúng ta thiếu tu và kính bạch thượng tọa, đó chính là cái sự suy nghĩ của con, ý nghĩ của con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cùng thành thượng tọa Nam Mô Đức Thầy. Sao thú cái chân thư tọa thư quyền. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 4. Sư Nguyên Thông, ở đời người ta nói rất là tự trọng. Một con người tự trọng thì cái tinh thần tự trọng nó liên quan đến lòng tham như thế nào? Xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lệnh Sư Phụ góp ý kiến cho câu thảo luận số 4. Tinh thần tự trọng liên hệ thế nào đối với lòng tàm, hiri? Kính thưa Sư Phụ, con người, mỗi người của chúng ta, tùy theo mỗi người, có nhiều người thì có cái lòng tự trọng, tức là tôn trọng mình không muốn mình bị người nào dèm pha chê bai, bởi vì vậy cho nên họ cẩn thận từng ly từng tí những hành động của họ và cố gắng tránh sự lỗi lầm. Và cái tinh người mà có tinh thần tự trọng như vậy đó thì nó có sự liên hệ mật thiết đối với tàm quý. Tàm nghĩa là gì? Tàm nghĩa là cái người đó là hổ thẹn khi mà thấy mình phạm lỗi lầm. Còn quý là ottapa, tức là ghê sợ tội lỗi mà mình đã phạm. Vì vậy cho nên cái người có lòng tàm quý, và nó có nghĩa với cái người mà có tinh thần tự trọng, tức là họ có cái self esteem, tức là họ nghĩ rằng cái con người của họ, họ không muốn là ai chê bai họ khi họ làm lỗi. Vì vậy theo cái tinh thần đó thì chúng ta thấy rằng cái câu thảo luận số 4 này hỏi rằng tinh thần tự trọng có liên hệ thế nào đối với lòng tàm. Thì con thấy rằng, thưa Sư Phụ, cái người mà có lòng tàm thì đương nhiên người đó có tinh thần tự trọng. Chứ nếu mà không có tự trọng thì họ làm sao họ biết xấu hổ. Đó, biết xấu hổ là biết là ghê sợ, biết xấu hổ là biết thấy là người ta khinh khi mình. Cho nên cái người tự trọng
không có muốn người ta khinh khi mình vì mình có phạm lỗi gì gì. Cho nên cái câu xã luận thứ 4 này thấy rằng cái tinh thần tự trọng thì nó liên hệ rất nhiều, rất mật thiết đối với lòng tàm. Kể cả lòng quý là ghê sợ tội lỗi, còn tàm là hổ thẹn vì tội lỗi. Vì vậy cho nên là cái người mà có cái lòng tàm là hổ thẹn về tội lỗi của mình làm đó, thì nó có nghĩa là cái người đó có cái lòng tự trọng của họ. Cho nên họ không muốn họ phạm lỗi để mà người ta có thể là khinh khi họ. Đó là cái sự suy nghĩ của con đối với câu thỏa luận số 4 này. Vì họ có lòng tự trọng cho nên họ không muốn ai mà khinh chê họ, cho nên họ sẽ cố gắng tránh phạm lỗi lầm. Đó là những sự chia sẻ của con đối với câu xã hội thứ câu thảo luận thứ 4. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chút. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ kính trình sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, trong chúng ta không ai là hoàn hảo, và ngay cả những bậc đã đạt đến sự chí thiện như chư vị A-la-hán đệ tử Phật, mặc dù các ngài đoạn tận phiền não rồi, nhưng mà rồi một vài cái thói quen gọi là tiền kiên tật thì nó vẫn còn, mặc dù nó rất là khác biệt với người có thói quen phiền não, nhưng mà vẫn còn. Vậy thì ở trong cuộc sống hàng ngày, một câu hỏi đặt ra rằng chúng ta nên chấp nhận cái khuyết điểm của mình ở mức độ nào, là một câu hỏi không đơn giản. Bởi vì có những người sinh ra đời đó, họ sống với thái độ bất chấp, sống với độ chai lì. Họ có thể làm những mà rất là đáng xấu hổ, nhưng mà họ vẫn làm, và họ nghĩ rằng chuyện đó nó không có chuyện gì đáng để họ phải bận tâm, bởi vì người là nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo hết. Thì không ai hoàn hảo hết thì mình có khuyết điểm là chuyện bình thường. Trái lại cũng có những người khác thì sống luôn luôn cầu toàn, và thường cảm thấy rất là ân hận, cảm thấy rất là mặc cảm khi mà mình thấy rằng mình có những cái khuyết điểm trong đời sống. Nhiều khi họ không rõ thế nào là sự hoàn thiện, thế nào là một con người hoàn hảo, nhưng mà họ là perfectionist, là một người cầu toàn, thì luôn luôn nghĩ rằng mình phải sống cho hoàn hảo. Thật ra thì hai điều đó đó đều có những cái điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Ở đây Đức Phật Ngài không có nói rằng có những cái sống nào đó hay là có hạng người nào đó mà người này sẽ hoàn toàn không có bị chỉ trích. Nếu bị chỉ trích khiển trách và thậm chí có khuyết điểm thì đa số chúng ta ai cũng bị chỉ trích hết. Và nếu chúng ta lấy sự chỉ trích đó để làm một điều bận tâm lớn trong đời sống, thì chúng ta sẽ sống rất là băng, bởi vì lúc nào cũng nơm nớp lo ngại rằng các chỉ trích mình. Chúng tôi nhớ một cái cảm giác hồi còn nhỏ, sư trưởng ở gần sư trưởng mà sư trưởng biểu lên thuyết trình, hay là sau này đi làm việc, thời gian đầu làm việc ở trong đám đông thì chúng tôi rất là ngại, và nhiều lúc không có dám đứng lên để phát biểu ý kiến, mặc dù mình cũng có ý kiến đóng góp, nhưng mà mình sợ rằng mình nói người ta cười. Nhưng mà sau này dần già rồi thì mình thấy một điều rằng mình trình bày một ý kiến bằng thiện chí thì mình nên chấp nhận cái sự chỉ trích của người khác. Thật ra trong những cái buổi hội họp, ở trong những cái làm việc thì người nào là người có ý kiến thì thường bị chỉ trích. Nhưng mà không có nghĩa là mình im lặng hoàn toàn, mình không bị chỉ trích đâu. Mình im lặng hoàn toàn, người ta chê mình là không biết, nhưng mà mình làm việc thì người ta cũng chê. Nói ít cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê,
không nói cũng bị chê. Ở đời không có người không bị chê. Tuy nhiên điều mà Đức Phật mở ra cho chúng ta một cánh cửa ở đây không phải là Ngài khuyên chúng ta nên bất chấp dư luận, không phải là khuyên là cái chuyện làm lỗi là điều tự nhiên, mình cứ cứ làm lỗi. Đức Phật Ngài không khuyên như vậy. Và Ngài cũng không có khuyên chúng ta là nên xét nét, hay là nên lúc nào cũng cũng trở nên mẫn cảm đối với cái chỉ trích của người khác. Bởi Đức Phật Ngài dạy chúng ta đời sống chánh niệm, đời sống chánh niệm. Và một cái lợi lạc cụ thể của đời sống chánh niệm đó đó là chúng ta có thể vững lòng, vững bước đi trên con đường mà Ngài dạy rất rõ rằng đó là con đường không thăng bằng. Tức là cái thực tế của cuộc sống này. Thực tế cuộc sống đúng là Wisame. Và Wisame là thực tế cuộc sống. Tại sao chúng ta nói điều này? Tại vì đời sống không thăng bằng là dù là mình đi làm ở hãng xưởng hay là trong nhà với vợ, với con, với anh chị em hay quý vị vào trong chùa, không có nơi nào mà nó không có những cái bụi gai, không có nơi nào không có những cái gồ ghề gặp ghềnh của bước đi của mình hết. Và nếu mình tin rằng mình sẽ chọn được một nơi nào đó để định cư, sẽ tìm đến một cái tập thể nào hay là một ngôi chùa nào hay là một hoàn cảnh nào đó sống mà tất cả mọi người đều sống rất là văn minh, một người sống rất là thân thiện và không ai là phiền ai đó, thì quả thực là đó là một ảo vọng. Không có ai mà không bị chỉ trích, không có ở nơi nào mà cho chúng ta một cuộc sống mơn trớn, vuốt ve cái bản ngã của mình một cách êm ái mà không có bị chỉ trích. Chuyện ở tại đây là Đức Phật Ngài khuyên ta nên sống có chánh niệm để chuẩn bị cho những cái bất trắc trước mặt và để chúng ta được vững bước trên con đường trong gai. Cái chánh niệm, thưa quý vị, người ta nói ngày hôm nay, người ta nói rất nhiều. Ở người Việt Nam chúng ta bây giờ nói nhiều. Chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi mới vào trong chùa cách đây hơn 40 năm đó, thì cái đây gần 50 năm đó, thì chúng tôi nhớ cái chữ chánh niệm lúc đó người ta xài là trang trọng. Chánh niệm ta hiểu cái gì đặc biệt cho một cái vị tu thiền mới chánh niệm, và đời sống hàng ngày không ai dám nhắc đến chánh niệm hết. Và bây giờ thì chánh niệm nó trở thành rất là phổ thông, đặc biệt là trong Anh người ta xài rất nhiều mindfulness, being mindful, thì người ta xài khắp nơi. Nhưng mà cái chánh niệm mà trong đạo Phật đó nghĩa là mình nên ý thức về những gì mình đang làm, đang nói và đang suy nghĩ. Và cái ý thức này đó, nó được định nghĩa là biết rõ, ghi nhận rõ, chứ không phải là lúc nào cũng soi mối bản thân mình, lúc nào cũng giằng co với chính mình và lúc nào cũng có mặc cảm với chính mình. Cái không phải là chánh niệm. Mình sống ở đây, ở trong giây phút này thì mình để ở tại đây. Chúng ta để ý một điều như vậy là những người mà hay buồn á, những người hay khổ á, thì thật sự là những người hay suy nghĩ viễn vọng, dạ, hay vẽ rắn thêm chân, hay tưởng tượng việc này việc kia. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không chia sẻ cái đau khổ của người khác. Nhưng mà thực tế nếu chúng ta suy nghĩ lại đó, những người nào mà hay than mình buồn cái này, mình khổ kia đó, và họ không sống an lạc, thì hầu hết những người này đó là họ không có cái chánh niệm đối với thân tâm của mình. Và cái đặc biệt của chánh niệm, thưa quý vị, là thân tâm mình thế nào thì mình biết nó như vậy. Chánh niệm không phải là một sự đòi hỏi mình phải tốt, mình phải hoàn hảo, mình phải đẹp ở ngoại hình, mình phải đẹp, mình phải thanh tịnh ở nội tâm, không. Chánh niệm không có đòi hỏi như vậy. Chánh niệm chỉ đơn thuần biết rằng cái gì đang sanh khởi, đang tồn tại ở chính thân tâm của mình, và mình luôn luôn ý thức được điều đó. Thí dụ như mình làm một việc rất tốt, làm việc xong tốt rồi mình muốn người ta khen. Người ta khen rồi thì mình có cảm giác tự hào. Cảm giác tự hào, mình cảm thấy mình giỏi quá, mình hay quá. Nhưng mà nếu một người có chánh niệm đó, thì sau khi làm một việc tốt thì ý thức rằng mình đã hoàn tất công việc đó.
Và nếu mà mình mong cho người khác khen ngợi thì mình cũng phải ý thức được rằng à, cái tâm mình đang mong khác khen ngợi. Người khác khen ngợi mình cảm thấy sung sướng, mình cũng ý thức được cảm sung sướng đó. Người ta chê mình cảm thấy tự ái, mình ý thức rằng mình đang tự ái. Nói tóm lại đó là ở trong cái nhìn của chánh niệm, nó phải là tôi phải thế này và tôi đừng như thế kia. Chánh niệm đòi hỏi vậy. Chánh niệm chỉ đơn giản là ghi nhận rõ cái gì đang xảy ra. Bây giờ chúng ta hỏi rằng mình ghi nhận như vậy để được cái gì? Mình ghi nhận ở thân tâm của mình đó thì nó có té vàng, té bạc hay là nó làm cho chúng ta trở thành ông này bà kia không? Không. Đơn giản là có những điều xảy ra ở chúng ta mà chúng ta không biết thì nó rất là tệ hại. Nhưng một khi mà chúng ta biết rồi đó, thì thứ gì chúng ta sẽ thấy được. Thật là thứ nhất đó, là cái sự biến đổi, biến dịch ở trong cuộc sống thì vô cùng biến đổi nhanh lắm. Mình thấy cái đó là tốt nhất, nhưng nó trở thành cái xấu. Điều đó nó có giá trị lớn, rồi một lúc nào sẽ trở nên vô giá trị với mình. Chúng ta thấy cái chuyện đó dễ và nó chợt đến chợt đi, và chúng ta không có đòi hỏi là có cái gì đó mà nó giữ nguyên trạng mãi mãi, luôn luôn là như vậy. Nó là một ý thức rất quan trọng, rất lớn. Và khi mà chúng ta ý thức được cái sự sanh diệt đó liên tục, thì thưa quý vị, lúc bây giờ thì chúng ta sẽ hiểu rằng cho dù là hơi thở ra vô, cho dù ở bên ngoài trời nóng trời lạnh, cho dù những người ở chung quanh mình, họ có khi họ tốt mình, có khi họ không tốt với mình, có khi là xuân hạ thu đông, có khi cuộc sống thế này khác, tất cả nó đều là cái dấu hiệu của sanh diệt, dấu hiệu của vô thường. Và cái sanh diệt đó nó vốn dĩ là một cái bản chất đương nhiên cuộc sống. Chúng ta kỳ vọng chúng ta đau khổ, chúng ta đòi hỏi chúng ta đau khổ, và từ cái chỗ vô thường đó chúng ta thấy được cái sự rỗng không cuộc sống. Tại sao nó rỗng không? Tại vì nếu nó có một cái gì đó mà thật sự tốt hoài, còn hoài, vĩnh viễn hoài, thì mình ôm chụp lấy nó, bây giờ nó rỗng không. Và cái gì nó biến dịch, nó rỗng không, thì rõ ràng nó không phải theo ý muốn của mình, nó phải là của chúng ta thấy nó là đúng là vô ngã. Và ai mà thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã trong cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng tại sao nó giúp cho chúng ta bước vững dậy ở trên con đường gặp gần. Gặp gần ở đây tức là sự thay đổi đến đi vui buồn. Và bước sang bằng ở đây là mình không có kêu ca, không có khóc kể, không có than vang, không có vật vã, mà mình biết à, nó vậy đó. Nó vốn dĩ là như vậy. Nó vốn dĩ là như vậy đó. Không thể nào khác hơn được. Nếu chúng ta nghĩ rằng nó phải khác hơn, nó phải thế này thế kia, thì chúng ta khổ rất nhiều. Nên ở đây khi mà vị thiên đưa ra một cái thí dụ, một hình ảnh, không phải là hình ảnh nó không đẹp, hình ảnh đó đôi khi Đức Phật này cũng sai. Đó là một con người thuần. Con người thuần là người khéo huấn luyện, không chờ phải ai đánh, không cần chờ để roi vọt, mà bán cái dây cương vào, thấy bóng roi đưa lên là đã bắt đầu chạy. Tuy nhiên, hình ảnh con người thuần không nói đủ hết cái ý nghĩa của mà Đức Phật ngài thay vào đó bằng một hình ảnh khác. Đó là trên con đường gặp gần mà được vững chãi. Và điều đó là điều khả thi. Nó khả thi bởi vì nó đến từ nội tại của chúng ta. Chánh niệm là một điều mà chúng ta có thể thực hiện được. Nhưng mà cuộc sống mà không ai chỉ trích là điều chúng ta không thể làm được. Có ai sống mà không bị chê bao giờ? Nói nhiều bị chê, nói ít cũng bị chê, không nói cũng bị chê, cũng bị chê hết. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là mình có bị chê hay đen, nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có bước đi thăng bằng trên một con đường gập ghềnh hay không. Và Đức Phật ngài nói rằng điều đó có thể làm được nếu chúng ta có chánh niệm. Thì đôi khi thưa quý vị, chúng ta đọc tương ưng bộ, ở trong tương ưng bộ thì
một phẩm nói về chư thiên. Chúng tôi có một vài lần nhắc rằng những cái lời thoại của chư thiên và Đức Phật đôi khi rất ngắn. Lâu lâu thì cũng có một vài bài kinh liên quan đến chư thiên mà dài nhưng mà hiếp, giống như kinh Đế Sư Sở Vấn nhà. Phần lớn là chư thiên bạch với Đức Phật một câu và Đức Phật trả lời một câu. Và trong những câu kệ ngắn đó, đối với nhiều người đọc á, thì đọc cho nó qua. Và chúng tôi cũng phải nói rằng cái bản dịch á, thì cố gắng lột hết ý. Nhưng mà nhiều khi nếu quý vị đọc vào bản dịch thì nó hơi rùm rà một chút. Dạ, hơi rùm rà. Chúng tôi cố gắng mỗi một cái bài kinh có một cái bản hiệu đính. Ở trong bản hiệu đính này, nếu quý vị đọc kỹ, quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi cố gắng để làm thế nào mà quý Phật tử có thể đọc, có thể hiểu gọn hơn. Dạ, có thể hiểu gọn hơn và hiểu nhanh hơn bài kệ. Dù sao đi nữa thì nội dung của các bài kệ không có dài. Thì không có dài. Thí dụ như bài kệ ngày hôm nay, chúng ta mỗi một bài kệ của Đức Phật cũng 4 câu, bài kệ chư thiên cũng 4 câu. Bài kệ chư thiên có một thí dụ trong một câu thôi, như ngựa thuần với roi. Và ở trong bài kệ của Đức Phật thì cũng có một câu, đó là vững bước đường gặp ghềnh. Đó là hai thí dụ. Hai thí dụ này không có mang cho chúng ta nhiều cái lời giảng giải. Tuy vậy, nhờ vào trong sớ vạ giải, và đôi khi nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là lợi lạc. Như vậy, chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ chịu khó đọc, ôn và nhớ một số các bài kệ ở trong kinh Tương Ứng Bộ. Và chúng tôi tin rằng những bài kinh này sẽ rất là lợi ích cho tất cả chúng ta nếu chúng ta nghi ngẫm thật kỹ. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị sau lời thuyết giảng của chư Tăng. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có một bài giảng giáo trình Trung Bộ của Thượng Tọa Pháp Đăng. Và bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Triền Chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con tính hạnh xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh, hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.